Anh em hiện tại thì đang đón tiếp anh trai. Đúng rồi, anh trai Porter 150. Đấy, xe mới đét luôn. Đang chuẩn bị cận cảnh làm một số thứ đồ chơi cho xe các bạn nhá. Ok anh. Rồi, hôm nay thì mình sẽ lại lắp cho anh trai ít đồ chơi và thứ hai là một số phụ kiện cần thiết như kiểu gương cầu lồi. Ok anh ạ. Đây kiểu gương cầu lồi này các bạn này, ô gương. Ok, giờ mình sẽ hỏi anh ý xem anh thích làm cái gì. Thì mình sẽ làm cho ý đúng ý muốn của anh em luôn. Anh, bây giờ là anh làm cái gì nhỉ? Rồi, gương cầu. Rồi, bây giờ là em phải lắp cho anh cái gương cầu đúng không anh? Đây cái này đi. À, đây, ốp này. Ốp này rồi. Rồi. Ok ok anh xong. Anh có cái nắp răng nào thay em cái này? Em có. Bánh trước đúng không? Có loại này không? Nó đâu anh? Em nó một chuyện. Em nó lên mạng chậm quá, nó bán 4 triệu mất rồi. Đâu anh? Cái bộ ốp cả bộ cả mâm à? Cả mâm luôn. Cả mâm nhôm mà anh. Mâm em cứ đây này. Em nó lấy hộ nhưng mà chuẩn. Mâm nhôm đúng không? Nếu mâm nhôm thì để em hỏi xem còn đâu. Đẹp quá mà. Mâm nhôm đúng không anh? À đúng rồi, mâm nhôm. Con này là mâm nhôm, con này thì không có anh ạ. Con này phải đặt rồi, con này không có sẵn anh ạ. Rồi ok, giờ mình sẽ làm cho anh trai nhá. Hôm nay thì bắt đầu làm nha các bạn nhá. Bắt đầu hai anh em mình đang bóc nhá. Đấy, bên trong thì nó là toàn bộ là bằng dính ngay mặt thôi. Đấy, hôm nay mình đang nhờ anh bóc đấy. Thì hôm nay thì các bạn thông cảm là mình quay thì mình cũng sẽ không được chi tiết đâu lắm, vì hôm nay thì mấy đứa cháu đang bị dính dịch. Thành ra là một mình ở đây thì mình hai anh em mình sẽ làm. Mình quay cho các bạn xem là bên trong nó là bằng dính ngay mặt thì các bạn kịp vào bóc ra và dán vào thôi các bạn nhá. Trước khi dán thì các bạn phải vệ sinh sạch sẽ cho mình. Đó, hôm nay thì mình sẽ lắp full đồ chơi cho anh trai các bạn nhá. Anh em nhá, hiện tại thì sau khi một lúc làm xong thì mình cũng đã quay cho mọi người xem cái cách mà bóc đồ rồi và dán rồi đấy. Mình đang dán đây và hôm nay thì mình đang khoan và bắn cái tay gương cầu ý lốc các bạn nhé. Đinh rút 8N. Đấy, các bạn dùng mũi khoan 9, sau đó các bạn khoan thủng. Vị trí này là vị trí cố định của xe. Ở đây mình đưa cho anh trai con chim nữa. Đây còn con chim này anh ạ. Nó còn con chim nữa. Anh dán cho em con chim đấy. Dạ. Thế anh. Đây có con chim nữa. Ok. Anh em bóc cho em này vậy. Anh bóc cho em bộ nội thất đi xong em dán cho. Đấy, đây là con chim đó các bạn nhá. Con chim sẽ dán vào đây các bạn này. Đấy, con chim auto. Không có em ạ. Đó, con chim auto các bạn nhá. Đây. Ở trong này không có đâu, em đi ra kia một tí là có. Đấy, đây đang phun nước rồi chơi các bạn này. Phun nước nha, tí mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Còn đây là mình đang bắt cái gương cầu này. Đây mình đang bắt cái tay gương cầu đi lốc các bạn này. Đó, con này thì các bạn sẽ dùng đi rút tán gen đi lốc các bạn nhá. Đi rút tán gen đi lốc đây. Cái này thì mình đã quay cho anh em xem rất là nhiều rồi. Vì hôm nay thì đội ngũ nhân viên bên mình họ đang bị dịch, thành ra là mình không quay chi tiết cho các bạn xem được. Nhưng các bạn xem lại những cái video trước của mình là các bạn sẽ thấy là mình đã hướng dẫn anh em rất là nhiều rồi, gần 15 cái video hướng dẫn bắn đinh rút tán gen inox. Đó, bắt gương cầu. Đây gần đây anh trai đang bóc hộ cái lỗ nội thất bên trong nhá. Nội thất bên trong thì nó sẽ phun hết các bạn ạ. Đây tí nữa anh sẽ mở cho mọi bạn xem. Đó. Đây gương này, tí mình thấy lúc cái che mưa này. Cái che mưa này là cái hàng này nó là hàng Hàn Quốc các bạn nhá, nhưng mà nó không phải hàng xịn chính hãng đâu. Tí mình sẽ lấy cho các bạn xem hàng xịn chính hãng. Đây hôm nay thì mình bóc lốt cái này ra các bạn này. Cái này nó là hàng thường. Thành ra là mình bóc lốt nó ra. Thay mốt càng xịn luôn cho nó đúng bài luôn. Cái này thay thì tháo rất đơn giản các bạn nhé. Các bạn chỉ việc cầm cái con dao dọc giấy các bạn dọc. Ở bên trong nó keo đấy. Các bạn thấy không? Keo. Keo rất là chắc luôn. Đấy các bạn thấy không? Keo. Đấy, các bạn thấy không? Keo. Đó các bạn thấy không? Keo. Đây mình dán mốt cái này ra. Cái này thì đợt trước anh ấy dán rồi, nhưng mà cái hàng này nó là hàng thường, nó không phải hàng xịn chính hãng các bạn nhé. Thành ra là dán nó không được đẹp, mạ nó không được chuẩn. Đấy. Đấy, kéo rất là chắc luôn. Đấy các bạn này, kéo chắc kinh luôn đó. Cái hàng này nó là hàng thường các bạn nhé, nó không phải hàng xịn đâu. Đây các bạn nhìn này, nó cũng là sản xuất tại Konya nhưng mà nó không phải hàng hãng. Các bạn mua hàng hãng, các bạn mua một trong hai hãng Auto Clover và Kiêu Rông. Đó, hộp xanh kia, hộp xanh này nó là hàng xịn nhất thị trường. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ vệ sinh qua và dán lại cho anh cái xe mưa xịn đúng hãng luôn. Sau khi bắn đinh rút tán gen xong thì bắn cái đinh rút tán gen inox xong đó thì bắt đầu mình bôi keo silicone vòng tròn để cho tránh tình trạng nước nó trôi vào cái khe các bạn. Đó thì các bạn xong nhá.
Đó, sau đó thì mình sẽ cầm bốc mình xoáy vào thôi các bạn đây. Đó, rất là đơn giản luôn. Đấy, các bạn nhìn lại này. Rồi, ok nha các bạn nhá. Cuối cùng thì đã lắp cho anh trai phun đồ chơi xong hết rồi. Thì bây giờ thì mình có vừa thay cho anh một đôi ghét cửa. Đấy, vừa cái dòng Winterporter 150 ấy, thì cái ghét cửa của nó rất là to các bạn nhá. Nó bằng sắt đây các bạn này, tí mình quay bên lái các bạn xem. Sau khi thay xong thì mình cảm nhận đấy, nó mở rất là nhẹ và sướng. Các bạn đã không hiểu sao luôn, đây các bạn nhìn này. Nhẹ vất vào luôn. Nhưng mà trước đấy thì cái ngậm cửa của nó bằng sắt mở rất là lặng. Đến lúc mình thay này vào không có xe con các bạn ạ, các bạn nhìn này. Đó, phập phát nhẹ luôn. Hôm nay thì mình thay xe Kia rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay thì mình mới để ý cái dòng Porter này. Thay rất là sướng luôn các bạn nhìn này. Đúng như kiểu cửa hít luôn. Nhẹ vất vào luôn. Đấy, rất hay luôn. Ok chưa các bạn? Đó, đấy là xong cái cửa nha các bạn nhá. Đây này. Cái cửa cú của nó là nó bằng cái này này các bạn này. Nó bằng cái sắt này này, đóng nó rất là nặng và cảm tưởng nó nhiều khi nó không được êm ái, nhưng mà khi thay cái này vào thì mình cảm tưởng rất là nhẹ và sướng. Đấy các bạn nhá, sau khi thay xong thì mình sẽ bôi cho anh trai một ít vào đây để cho nó trơn hơn nữa các bạn nhá. Một chút vào đây thôi. Đấy, mình bôi một chút thôi, cái mỡ này các bạn lấy mỡ sạch cho mình nhá. Bôi một chút vào đây thôi. Đấy các bạn nhìn này, rất là nhẹ luôn, giống như xe con luôn. Đó các bạn thấy không? Uầy, gần như là không mở luôn. Đó. Anh ơi, anh thì đóng mở ra xem được chưa? Em thấy ngon rồi đấy, nhưng không biết anh thế nào. Đấy, êm hơn đúng không anh nhỉ? Êm hơn. Đấy, thay xong cái hít cửa cảm tưởng, cái hít cửa cảm tưởng đóng rất là hay các bạn nhá. Nó êm hơn đúng không anh? Lần trước em đóng cảm tưởng lặng nhỉ? Trước đóng lặng đúng không anh? Đóng... Ok, thế là cuối cùng đã xong hết đồ chơi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ tí quay lại cho các bạn xem một vòng tròn. Ok, sau khi đấu cho anh trai đồ chơi xong hết thì hôm nay thì mình đã chia sẻ cho các bạn cái vị trí lắp cái còi ngân trên xe Hyundai Porter 150 rất đẹp các bạn nhá, rất là đẹp luôn. Và vị trí này thì các bạn yên tâm là nó sẽ cao và thứ hai là nó thoáng còi. Đây các bạn, đấu xe Porter 150 thì các bạn sẽ phải chui vào gầm đấy. Các bạn chui vào gầm này các bạn này, đây mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Đây các bạn chui vào gầm. Các bạn nhìn cái con ốc ở trên này này, nó có con ốc 10 này, nó có con cà lê 10, các bạn sẽ phải dùng cái T10. Các bạn sẽ có một cái bát hình L, thì mình sẽ quay cho các bạn cái bát. Các bạn bắt đúng vị trí như này. Đó, các bạn nhìn chung nhau, mình đang quay vào gần cho các bạn xem này. Đó, các bạn bắt như này. Đây, mình sẽ đưa cái video này cho các bạn xem về chiều này. Đây, nó đây các bạn. Đó, các bạn bắt hình L và con ốc này này. Thì cái còi nó sẽ nằm trúc theo kiểu dưới như này. Thì nó sẽ rất là bền và thứ hai là nó sẽ rung tự nhiên. Đấy các bạn nhìn này, rung tự nhiên. Cái này thì mình là còn cái bát sắt của các bạn nhá, yên tâm là nó sẽ không yếu. Đó, còn dây thì rất đơn giản thôi. Khi các bạn cắt cái dây cũ ra đây thì nó sẽ có hai màu dây đen, thì các bạn bỏ đi không dùng nữa, cắt đi, lấy một cái dây đỏ cho vào dây xanh thôi. Còn cái dây đỏ kia thì các bạn lấy lửa trực tiếp. Để trực tiếp thì các bạn có thể lấy từ cái đực cầu dương của bình ắc quy, hoặc các bạn có thể lấy từ cầu trì. Đấy, hôm nay thì mình lấy cho bạn đi từ cầu trì. Đây em, mình luồn cho bạn đi lên trên này và mình chạy qua đây tháo pha đèn ra thì mình xỏ nó vào trong này, xỏ nó vào trong chân trong này. Đấy, các bạn xỏ trong này nhá, thì mình sẽ lấy từ cái cầu trì đây, lửa từ cầu trì, và các bạn có thể lấy từ cực dương của bình ắc quy cũng được. Đó, sau khi các bạn lấy xong thì nó sẽ chạy qua cầu trì, có vấn đề gì thì đứt cầu trì nó không đứt còi. Đó, sau đó các bạn đậy lắp lại như cũ. Đấy, và cái vị trí còi đấy là mình thấy là ok nhất của cái dòng xe Porter 150 này các bạn nhá. Đây, sau khi bóp xong tiếng còi nhai các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bóp còi ngân thì các bạn nhìn nhảy 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 đấy. Đấy, các bạn nhảy 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 cái phím cho nó đào rộng. Đó, thế là xong. Cuối cùng thì đã xong hết đồ chơi rồi, cũng như là toàn bộ ở đây vị trí lắp còi đấy các bạn. Ok cho các bạn, chúc xuống dưới rửa xe xịt tiếp thoải mái luôn, các bạn không sợ bị chui vào còi. Đó, thế là xong cho các bạn nhá. Rồi ok, cuối cùng thì đã toàn diện đồ chơi cho anh trai xong hết đồ chơi luôn, chui hết đồ chơi. Đó, từ A đến Z, ốp gương rồi ốp cần gắn mưa. Chán, hôm nay thiếu cái này các bạn này, quay thiếu cái này mình đang hết cả cái mõm nữa. Đợt tới thì mình sẽ hẹn anh đi chuyến sau. Đấy các bạn thấy không? Đây là full hết đồ chơi các bạn nhá, full hết đồ chơi luôn. Đó, ốp ba răng này, bánh trước này, bánh sau này. Đấy, ốp mâm bánh sau này. Đó, mẫu giống kiểu Túc Sơn này các bạn này. Đó, các bạn thấy ok không? Quá đẹp luôn. Đấy, ô tay mở cửa. Đây là ô tay mở cửa cả hõm nhá. Đây là viền cua lốp.
Đấy, đường có lốp thì mình có lắp cho anh trai cả gõ hốc đằng sau luôn. Trong cabin thì full nội thất trong cabin. Đây, full nội thất thì bao gồm những cái món này. Đấy, vừa cái số này thì Việt Nam mình nó sẽ làm khác với thằng Tây không vừa các bạn nhá. Đây bên kia. Đó các bạn thấy không? Đây trong cabin anh ấy chưa làm gì cả. Mới vẫn là nguyên bản. Ở bên ngoài thì có lẹp chân kính các bạn này. Đấy, về che mưa hàng auto, dán đúng hàng auto luôn. Đấy, đúng hàng auto xịn luôn các bạn nhá. Đó. Rồi ốp gương. Ốp gương, ốp luôn cả chân gương. Đấy, rồi ốp vào anten các bạn này. Đó các bạn thấy không? Ở đây là cái gò má này các bạn này, gò má trên, gò má dưới, ốp đèn pha, ốp đèn xi nhan cánh cửa. Đấy, còn đây là ốp chân gạt mưa. Ốp cần gạt mưa. Đó, đây là ốp đèn gầm. Đấy, đây là gần như là full hết, ngoài thiếu có hai món thôi, món này và cái món ốp móm này. Đấy, còn đây bên này tay gương cầu. Đấy, cái này thì hàng auto thì nó sẽ có một con chim ở đây các bạn nhá, biểu tượng thương hiệu của auto Clover. Đấy, ốp chân, ốp viền có lốp móm đấy các bạn đấy. Đây này hoàn thiện chiếc xe Porter 150. Anh kia anh trai rất là nhiều luôn. Công việc xong cho các bạn nhá. Rồi ok, giờ mình sẽ vào mình sẽ lên list cho anh trai, thanh toán cho anh ý. Đấy, cuối cùng thì đã xong, thay hết đồ chơi luôn. Đấy, full đồ chơi các bạn nhá. Em một trong ba cái, 11.950.000 anh ạ. Đấy, cuối cùng thì đã xong hết các bạn nhá. Cuối cùng thì đây, hoàn thiện chiếc xe đây. Anh trong anh lùi lại đây cho em phát nhá. Anh lùi đây em lắp cho anh phát không luôn. Đấy, cuối cùng đã xong hết các bạn nhá. Đấy, quay lại cho các bạn xem một loạt. Đấy, mai kia thì mình sẽ lắp lốt cho anh cái này này. Và cái mõm trước đầu xe, cái này thì cái mõm và cái này thì đang hết hàng các bạn ạ. Mai kia mình có mình sẽ bảo anh ấy qua lắp lốt và bác siêu tầm cho bác bác ấy thích cái đôi ốp mâm trước bằng đa năng đúc để mình sẽ siêu tầm, sau đó thì mình sẽ gọi cho anh ấy. Đó, đây là full hết đồ chơi các bạn nhá. Gần như hôm nay full hết luôn. Đấy, các bạn đều gần như full hết luôn này. Không thiếu cái gì luôn này, hộp rất vất lùng nhùng đây. Có gì anh em nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức giúp mình nhé. Đấy, phụ tùng ô tô Nhật Đức là các bạn này. Đó, các bạn nhớ lưu ý nhà mình dùng duy nhất là 3 số điện thoại. Đấy, ở biển đây, không dùng số nào khác. Tránh tình trạng các bạn mua nhầm hoặc bị lừa thì các bạn nhớ inbox đúng số điện thoại của mình nhé. Anh sẽ bon về. Đó, mình sẽ quay cho các bạn qua một đoạn đường, anh sẽ chạy trên đường các bạn này. Đấy, ok cho anh em, quá đẹp luôn đúng không các bạn. Hôm nay thì cái ôm mâm nó đang bị thiếu các bạn nhá. Sorry các bạn xem video rất là nhiều luôn. Ôm mâm bị thiếu. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị lắp cho anh trai cái còi. Còi ngân. Các bạn nhé, là người bừa bộn chút. Rồi, ok anh. Lật xe máy lên nhé, lật xe máy lên.